Super Mega Sale ngày 7 tháng 7, 20 deal đấu giá chỉ từ 1.000 và tặng miễn phí 3 voucher giảm giá 1 triệu, chỉ có trên Shopee Metashop. Xin chào các bạn, tiếp tục là một chiếc máy phân khúc chính hãng Xiaomi 13T. Bây giờ mức giá của nó mình lướt trên mạng xã hội, nó sẽ khoảng tầm loanh quanh 7 củ rưỡi, đến gần 8 củ thôi. Vậy thì liệu đây có phải là một chiếc máy trang bị cấu hình tốt trong tầm giá hay không? Các bạn có nên mua hay không? Ưu nhược điểm sẽ là gì? Bắt đầu video nhé! Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee, mới nhất là Metashop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, trước khi bắt đầu thì các bạn lưu ý giúp mình này. Những bạn mà hay comment kiểu là ui thảo mua con này sách tay ngon hơn ấy thì bỏ qua giúp mình nha. Tại vì sao? Đây là phân khúc chính hãng thì rõ ràng rồi, cấu hình trang bị không thể so được với cả hàng sách tay cùng tầm giá, nên mình sẽ chỉ xét chiếc Xiaomi 13T trên cái mức giá phân khúc chính hãng thôi được chưa ạ? Tại vì rõ ràng với hàng chính hãng thì các bạn sẽ có ưu điểm là gì? Hệ thống bảo hành tốt hơn này, và mua chiếc máy này các bạn sẽ có sẵn tiếng Việt, có sẵn SafePlay, ít chậm thông báo, dùng làm máy chính ok. Mua cho người nhà như kiểu là trẻ con này hay là người lớn tuổi một chút ấy thì cũng dùng được luôn các bạn nhá. Chứ còn bây giờ mua máy Xiaomi xách tay ấy, ui nào thì phải cài SafePlay này, cài tiếng Việt này. Đôi khi người cao tuổi làm gì biết cài đúng không ạ? Đấy sẽ là cái điểm mạnh của hàng chính hãng các bạn nhá. Và xét trong cái tầm giá hàng chính hãng khoảng tầm 7 củ rưỡi, 8 củ máy cũ ấy, thì mình thấy trang bị của chiếc máy này cũng tương đối là ok. Nó ok ở những điểm nào thì đây nhá. Đầu tiên, máy sẽ có kháng nước IP68. Đấy, tuy là khung viền của máy sẽ chỉ là nhựa thôi, mặt lưng thì kính và bám mồ hôi rất nhiều, nhưng nó sẽ có kháng nước IP68 thì các bạn dùng yên tâm hơn. Chẳng may đi mưa nhẹ này, chẳng may đổ nước vào hay chẳng may bị rơi xuống bồn cầu chẳng hạn ấy, thì khả năng máy sống rất cao đúng không nào? Và cho bạn nào chưa biết thì chiếc Xiaomi 13T ấy, mình thấy là cái DNA thiết kế của nó rất là giống so với cả chiếc Redmi K60 Ultra các bạn nhé. Khác cái phần chi tiết cụm cam thôi, chứ còn tổng thể cầm máy là khá là giống. Cái điểm cộng tiếp theo là về màn hình nha. Kích thước của máy sẽ là 6,67 inch này, sử dụng tấm nền AMOLED, độ phân giải khoảng tầm 1,5K, tần số quét là 144Hz các bạn nhé. Độ sáng tối đa lên tới 2600 nit, và cái tốc độ cảm ứng nó sẽ khoảng tầm 500Hz đấy. Con này khá là giống so với cả chiếc Redmi K60 Ultra đúng không? Với cái màn hình này thì ưu điểm của nó ấy là hiển thị ok, độ phân giải ok, độ phản hồi cũng ok, đủ để các bạn chơi game bắn súng. Màu sắc lên tươi, đậm đà định mắt, xem phim giải trí ok. Tất nhiên sẽ có cái nhược điểm về màn hình, nhưng mà tí nữa ở phần nhược ấy mình sẽ nói cụ thể sau nhá. Rồi thì máy cũng sẽ có hai loa stereo này. Pin của máy ổn áp luôn, 5000 đi kèm với cả sạc nhanh là 67W. Và một điểm cộng rất lớn nhá, camera của máy, cam chính sẽ là 50 chấm nhưng mà cảm biến hơi bị xịn nha. Sony IMX707, một cái cảm biến mà ít máy dùng đúng không ạ? Nhưng mà kích thước rất to nhá, 1:1.28 inch. Tất nhiên là có OIS rồi. Với cảm biến to như vậy thì khi mà các bạn chụp thiếu sáng trên chiếc Xiaomi 13T ấy, chất lượng ảnh cho ra rất là tốt trong tầm giá các bạn nhá. Rất ít noise đúng không? Màu sắc thực tế, không bị sai màu nhiều. Và đây là một chiếc máy có sự kết hợp với cả Leica, nên ảnh của chiếc Xiaomi 13T thì sẽ có tính chất là hơi nghệ thuật một chút đấy, nó sẽ không quá kiểu tươi sáng đâu. Nhưng vì là cảm biến to nên khi các bạn chụp gần ấy, ảnh rất có chiều sâu nha. Xóa phông tự nhiên rất là tốt, và trong đa số trường hợp thì ảnh nét căng. Tại vì sao? Cảm biến to thu sáng tốt mà. Cho bạn nào chưa biết ấy, thì cái dòng này cũng khá thiên nhiều về camera nha. Tất nhiên đấy là khen, còn đâu thì nhược điểm ấy cũng sẽ có, nhưng mà cũng để phần sau nha. Mình đang khen dở mà. Và đấy, ưu điểm của máy chính hãng nãy mình nói rồi, full tiếng Việt sẵn này, có sẵn SafePlay, ít chậm thông báo các bạn dùng là máy chính ok, mua tặng người nhà tốt. Về hiệu năng bây giờ mình mới nói tới, tại vì sao? Con chip Dimensity 8200 trên chiếc máy này thì gọi là ổn áp ok thôi. Tất nhiên, trong thuốc chính hãng thì như vậy là tốt rồi, nhưng đấy, nó chưa phải là tốt nhất các bạn nhé. Với con chip này thì chiếc Xiaomi 13T vẫn đủ cho các bạn quẩy ôn game, Genshin Impact chơi đồ họa trung bình, và nếu mà các bạn dùng cơ bản chiếc máy này thì mình nghĩ là khoảng tầm 3-4 năm tới là ok các bạn nhé, không phải nghĩ. Mình nói rồi, nó chỉ không so được hiệu năng so với cả những máy sách tay cùng tầm giá thôi, chứ còn chính hãng là ok nha. Rồi, vậy thì nhược điểm của chiếc máy này sẽ là gì? Thứ nhất, đấy, nãy mình cũng nói qua rồi, đó là cái mặt lưng của máy nhá. Bóng bẩy nhưng mà cực kỳ dễ bám môi vân tay, các bạn cầm vào một tí thôi, máy bẩn choe choét, được chưa? Tiếp theo,
Cái màn hình của máy hiển thị ok rồi, nhưng cái thiết kế của nó khá giống so với cả chiếc Redmi K60 Ultra. Tức là sao? Cái viền nhựa ấy, bên ngoài thì rất mỏng rồi, nhưng phần viền kính đen thì lại làm hơi dày. Nó khiến cho nhá, mặc dù chiếc máy này nếu mà xét từ mép màn hình tới mép máy ấy, nó cũng sẽ mỏng tương đương so với cả những máy kiểu K60 Ultra, K50 các thứ, nhưng mà vì cái viền kính đen nên tạo ra cảm giác là viền bị dày các bạn nha. Nhìn vào mặt trước ấy, không quá phê. Đồng thời, vân tay tích hợp bên trong màn hình tranh xả rồi, nhưng vị trí sẽ hơi thấp, các bạn sẽ phải với tay khá là nhiều nhá. Tiếp theo, cái camera sau của máy nãy mình nói rồi, phần cứng rất ngon, nhưng mà đấy, thuật toán của nhà Xiaomi kết hợp với cả Leica, nó chỉ nghệ thuật thôi, chứ còn không quá tươi sáng nha. Mình nghĩ là đa số anh em mà dùng chiếc máy này ấy, nhất là chị em ấy, khi mà chụp ảnh up lên Facebook thì kiểu gì cũng sẽ phải chỉnh sáng lên một chút nhá. Và rất đáng tiếc, camera trước của máy sẽ chỉ là 30fps mà thôi. Những bạn mà hay quay video top top ấy thì phải xem xét giúp mình nha. Tổng kết lại, trong tầm giá khoảng 7 củ rưỡi, gần 8 củ bây giờ các bạn mua máy cũ ấy, thì chiếc Xiaomi 13T sẽ là một chiếc máy dành cho ai? Những bạn cần một chiếc máy có kháng nước, dùng yên tâm này, camera tốt, màn hiển thị ok, hiệu năng đủ để chơi ôn game nhưng mà không quá mạnh, được chưa? Và đấy, quan trọng nhá, máy chính hãng, mua về dùng luôn, không phải làm gì cả. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Xiaomi 13T? Trong tầm giá loanh quanh 7 củ rưỡi 8 củ máy cũ, các bạn thấy có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, chiếc máy này thì hiện tại Mobile City đang không có hàng, nhưng mà nhiều chiếc máy khác cùng tầm giá này. Mình sẽ để link dưới phần mô tả này, cộng với cả bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.